Đó, hôm nay mình quay cho các bạn một cái khách sạn của Pháp. Mình mới vào làm đấy, mình mới vô nhập phòng đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn cảnh kề luôn nha. Mình chưa thấy khách sạn nào nó đẹp, quá là đẹp, sáng trọng luôn đó các bạn ơi. Đó, mình sẽ quay từ từ cho các bạn coi nha. Đầu tiên vô là tại vì ở Pháp, ở Europe thì nó khác biệt là cái phòng tắm với cái phòng mà đi toilet thì nó khác nhau. Thì đầu tiên bước vô là tất cả các cái phòng ở nhà, mình thấy ở nhà hồi trước mình đi qua Europe cũng vậy, ở thường thường là vô nhà cái là cái washroom là đầu tiên nhất. Mở cái cửa vô cái là vô nhà là vô trong đầu tiên nhất. Đó, thì khách sạn ở đây nó cũng làm cái gì, thấy không? Cái washroom đẹp không? Quá là đẹp luôn. Nó trắng mà nó bóng gì đâu mà nó bóng như cho gương được luôn. Đó, thế cho các bạn. Rồi cái nút này là bấm cho nó dồi này các bạn. Đó, bấm nhỏ thấy không? Đó, trắng đẹp đẹp không? Đó, cái khách sạn vừa rồi mình ở mình nói 4 sao chứ mà cuối cùng mình bay, mình trả tiền cũng bằng tiền này thôi. Có vì nó cho ăn buổi sáng thôi. Mà khách sạn này rất đẹp. Cái giấy của nó cũng là cũng hay đấy các bạn. Đây này, mình quay cho các bạn coi. Đó, khi mà bắt đầu mình xé cái giấy nó góc nhìn theo các bạn. Đó, bây giờ tới đâu là mình xé. Rồi, đó, bây giờ nó góc vậy thấy không? Đầu tiên nó làm một góc nhìn rất đẹp vậy đó. Thấy không? Phòng sạch sẽ đẹp, quá đẹp luôn, lộng lẫy luôn. Rồi đi vô cái là bắt đầu là phòng để handle đấy các bạn. Hồi nãy mình mới vô mình nhập phòng á, mình check in á, thì có một đoàn, trời ơi mình không quay được liền với các bạn coi, là toàn bộ tiếp viên hàng không phi công ở cái sạn này không á các bạn. Trời, một đoàn nó mới ra, nó bận đồ nó đẹp của cái hàng ở Dubai đó, ở Beijing. Rồi nó mặc đồ loại mà nó mặc đồ đỏ cái gì giống như ở Việt Nam mình cũng hay cái đó. Ở đây nó cho cái ủi đồ này các bạn, nó ủi đồ thấy không, có mặc ủi đoàn hoàng thấy không. Có một cái hộc ở đây để mình đựng trang điểm hay cái gì vô thấy không. Đó, giơ lên đó, mình đựng đồ trang điểm hay cái đồ gì mình cất ở trong này nó gọn. Rồi xuống dưới này một chút nữa, dưới này một chút nữa thì cái cây này là một cái áo để mình quàng tắm nữa, thấy không? Quàng tắm, rồi nó cho một đôi giày xà cua đây, đó, thấy không? À, rồi dép cho để mình đi ở bên trong cho nó ấm. Rồi mình chưa thấy cái sàn nào mà nó kỹ để đó, mình coi cho các bạn coi thấy có rõ không? Đó, mình cầm cho các bạn coi, mình thích cái này, cái này. Toàn bộ cái này là các màu chỉ kim nút, nếu mà mình đi có rớt đó, đó kim nút có, trời ơi nó quá đẹp luôn. Thấy không? Rồi cái này nó cho một đôi rớ nữa, rồi đôi rớ nhỏ nữa, thấy không? À, nếu mà mình mà thiếu rớ nó cho, thấy không? Rồi cho đôi dép đi nữa, thấy không? Rồi cái cây này là cái đổ nước vô để mình ủi. Còn cái này là cái sấy tóc. Thấy tóc nó bỏ trong bao các bạn, thấy không? Rồi cái kiếng này nó rất là hay, đó, nó có một cái kiếng này, rồi tại cái này nó to quá, đó, mình dùng lại các bạn coi, đó, này cái kiếng lớn này, thấy không? Một cái kiếng lớn luôn, thấy không? Để mình soi hết cái người mình luôn, đó, giống như mình đứng đây mình quay phim các bạn coi, là nó soi người mình vô luôn, thấy không? Mấy cái bali của mình là mình cắt ở bên này đấy, đó. Cắt xuống ở đây này cho nó gọn hết rồi. Đây mình quay cho các bạn coi á mà. À, thì nó có một cái kiếng này, kiếng tròn nè, xem các bạn. À, nó có cái kiếng tròn có điện. Rồi cái kiếng nhỏ này nó rất là hay đấy các bạn. Đó. À, vô cái kiếng nhỏ này thấy không? Là thấy được cái mặt mình có bao nhiêu vết nhăn nó lòi hết. Bao nhiêu vết nhăn là nó lòi hết. À, thấy rõ các bạn. Đó. À, cái kiếng nhỏ xí này nó rất nhỏ thấy không, nó rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục nữa qua một cái tủ này à, đó. Rồi à, thấy không các bạn, thấy không đẹp không?
xa xa trước rồi đi từ từ. Cái này mặt này, cái mặt vô đó, cái cửa vô đó thấy không? Kia mình mới quay đó các bạn. Thì bây giờ mới đi vô từ từ cho các bạn coi. Thì cái này nó cho mình cái sắt này các bạn. Đó, cái sắt nó đẹp nó tối tân lắm. Để cho mình mở ra mình bỏ tiền trong này. Có số number của mình bấm. Rồi mình lưu cái number đó vô. Đó. Rồi mình đóng cửa lại mình đi. Tiền bạc của mình đó. Rồi. Cái này nó cho đưa trên hai cái ly. Đây mình uống trà, uống cà phê, uống nước. Rồi cái này nó cho một cái hộp này các bạn. Mình kéo ra cho các bạn coi. Cái hộp này này trong này nó có đầy đủ hết, khỏi cần uống cà phê đâu. Thì cái này nó cho cà phê này, cho sữa để pha cà phê này uống này, nấu nước pha uống. Thấy không, nguyên cái hộp đó, thấy không, nó bỏ kỹ càng lắm, trà cà phê rồi đó. Đó ti, các bạn thích chữ ti không đó, rồi cà phê sữa, bỏ đường vô. À, đủ thứ các gói, thấy không? Này cà phê sữa Nestle, rồi đây là nó làm công nghiệp đẹp mà nó gọn gì đâu, nó gọn, nó thấy không các bạn? Rồi đây này, đâu ai biết cái hộp gì? Tea Coffee Make Paris, đó khách sạn của mình ở là khách sạn này này các bạn, đó. Đó, thấy không các bạn? Khu này nó nằm sát, nó nằm ở trong cái airport luôn, airport lớn nhất của nước Pháp ạ. Đó, CDG á các bạn, là nó kêu bằng chat L chat L Rose gì đó không biết nữa. COG. Rồi bây giờ mình tới vô đây, mình quay cái phòng tắm cho các bạn. Đó, phòng tắm to chưa? Đó, nó rộng lớn lắm, 4 người tắm cũng được nữa. Xong nó làm cho cái không gian nó rộng lắm. Không gian rộng lắm. Rồi mình mới vô một cái là từ cái cây lệ tinh nó tiếp đại. Trời ơi, nó ân cần quá chừng, ân cần vui vẻ. Đâu nó đó ở cho mình hai cái khăn này các bạn. Rồi tắm, tắm cái hệ thống mà sao ở nó nằm ở trên đầu mình, thấy không? Nằm trên đầu mình, hồi mình muốn tắm cái vòi của mình cũng tắm cũng được. Ở đây mình nó cho mình nó cái kiến thiết đẹp quá trình đẹp. Mình thích giờ cái sáng để mình ăn cắp vì của nó những cái kỹ thuật tối tân để về mình làm nhà cho mình. Cho nên mình thích là như vậy cho các bạn đó. Ở giới này các bạn, đó khăn này các bạn, này cái đồ dầm chân đó. Cái đồ này là cái đồ mà tắm xong lạnh mặc vô cái áo khâu, rồi đến hai đôi dép để đi, hai cái khăn phủ nữa. Cái này là rửa mặt đó. Tại sao mà mình làm những cái hệ thống ở nhà mình nó theo như cái sạc như vậy đó, là mình là kiểu như là lấy từ của nó ra mà. Ở trên này một cái kiến là mình soi mặt, mình có thể là chỉnh xuống, chỉnh lên, thấy không? Một cái nữa, thấy không? Ở trong này để cho mình kiểu như là soi, nó có đủ bạc, yếu ca rồng, cái đường mặt mình bự mà. Để trang điểm. Đó, shoulder gel, cái này là xà bông, cái này shoulder gel, đó, thấy không? Shower gel, đó. Còn cái này là cái gì đẹp biệt đó. Đó, cái này là cái để mà quàng vô cái shower cap, và tất nhiên là cái nón shower cap. Shower cap là cái nón để đội lên. Còn cái này là sanitary pad, là một cái túi
rồi cái này là combo pack là cái đồ mà để đánh mặt cho các bạn ha. Còn cái này là một cái rùa móng tay này các bạn, cái rùa móng tay thấy không? Trời, cái trang này tao nó đầy đủ tiện nghi hết thấy không? Hay nhỉ, cùng trả một cái đồng tiền như vậy và cuối cùng á thấy không, ở trong thành phố thì nó đắt mà nó nhỏ và đi ra khỏi đây thì nó rất là bự ha. Đó là xong cái quan trọng rồi đó ha, phần này ha, thấy không? Cho cái thùng rác bỏ nữa. Còn cái này rung sơ vịt, mình muốn ăn cái gì thì ăn đó, các bạn thấy không? Muốn ăn uống cái gì thì ăn đó. Cái này menu của mình đó. Mình ăn xong rồi mình nó nấu cho mình, nó đưa lên phòng cho mình ăn cũng được, hay là mình xuống dưới mình ăn cũng được. Cái bằng rung sơ vịt đó các bạn. Cái hệ thống đèn của nó rất là đẹp. Nó cái này một bức tường của trong cái giường của mình này. Đó, một cái giường kinh rộng cho các bạn. Còn hồi nãy là cái giường kia của mình đó, là mình nằm đó, là nó kêu giường kinh, nhưng mà hai cái giường nhỏ sắp lại. Còn đây một miếng nệm bự luôn, thấy không các bạn? Rồi là cái hệ thống đó, cái hệ thống chạc điện nó thì rất là tiện. Đó, thấy không? Mình có cái đồ để mình đút vô đây. Đó là mình cắm được. Đó là tất nhiên là cái này nó dùng cho kiểu như cái điện ở bên này đó. Còn nó là còn là cái này á, cái này cái bên này, cái điện này thì nó có hai cái đồ để mình cắm, thấy không? Hai cái đồ để mình cắm vô để mình sạc, mình sạc phone đó hay sạc iPhone đó, thấy không? Mình không cần phải đưa mua một cái đồ cho nó online nữa, thấy không? Cái này rồi, cái này nó có một cái điện này để cho mình nhá, là kỹ như là đọc sách, ngồi chỗ ghế salon này, ngồi cái ghế đẹp các bạn đó, đọc sách các bạn. Rồi còn cái này là một cái vòng làm việc các bạn. Vòng làm việc, cái phòng làm việc, một cái phòng, cái desk, đó một cái bàn làm việc, thấy không? Để cho làm việc tính toán, có cái bút nữa, thấy không? Đó, mà nó cấm này, nó để cái mình cấm là không có được hút thuốc này các bạn, thấy không? Rồi. À, có một quyển sách đây nhé, magazine nhé, để cho kiểu như là mình đọc, mình nghiên cứu, thấy không? Đó, tiện lắm các bạn. Còn cái này cái hệ thống tivi, cái bức tường này, bức tường khác nữa, đẹp không? Tại vì phòng nó làm cho tối ấm cúng gì đó. Thấy không? Quá đẹp không? Thì tivi nó để là đó, bây giờ mình coi tivi, coi restaurant bar, hay là coi kiểu như là có internet rồi đó. Internet thì kiểu như nó nói là nó vô liền thôi, không cần bấm bắt buộc nữa, vô đây là có internet rồi. Thấy không? Đó. Với cái lối của nó rất là hiện đại. Hiện đại tối tân quá chừng luôn. Mình hồi trước mình ở khách sạn của ông Trump, ông Donald Trump á, mà ông tổng thống á, trước mình đi qua Las Vegas á, thì cái là mình ở 5 sao nhưng mà không đẹp ở khách sạn đấy đâu. Theo cái lối này, theo cái lối tây Europe á, nó đẹp quá đẹp luôn. Thôi cái này là cho mình là xong rồi. Bây giờ mình bấm tivi coi thử nó lên không. Giờ nó nói là mình nó coi cái channel đó nha. Thích cái channel nào thì bấm lên. Thấy không? Các bạn coi
nữa tại xa là máy bay đâu nghe các bạn thân tại vì nó gần airport mà nó gần sân bay mà đâu mình book khách sạn này để kiểu như là mai mình đi 6 giờ chuyến bay của mình nó đi từ Pháp qua Hà Lan đó à, thì giờ mình đã vô khách sạn rồi giờ mình đã review cho các bạn xong rồi thấy chưa đẹp không quá đẹp luôn phải không các bạn xe cộ chạy đó, cái gì cũng có. Một ngày bye bye nước Pháp.
rồi đi qua một nước khác. Thấy cái hồ tắm đẹp không các bạn? Hồ tắm này đẹp lắm. Mình khi mình bút là mình đã chấm cái hồ này rồi. Đó, đẹp không? Quá là đẹp. Thấy không các bạn? Quá là đẹp luôn. Nó nằm ở dưới tầng hầm thứ hai á. Nó nằm ở dưới tầng hầm thứ hai các bạn. Giờ mình đang còn bơi thấy không? Nằm la liệt á. Đó là một cuộc nghỉ hè thú vị á. Đó, thấy không các bạn? Cái này khăn cho mình. Đó, khăn để cho mình. Rồi là bạn đi sauna hay cái gì á là vô đây được hết nè. Đó là một phòng này nữa. Đó, đó nó có thể là tắm lại nước sạch. Đó, rồi uống nước. Đó, cái này là đi sauna nè. Đó, là vô này nữa, thấy không? Thì cái sàn nó đâu đủ hết đó các bạn. Đó, để uống nước, lấy nước này uống. Đó, thấy không? Lấy nước. Đó. Bỏ cái ly xuống. Đó, lấy nước. Đó, nó có đủ hết rất các bạn. Mà cái khách sạn này nó kỹ là cái là mình đi đâu mình quay cái cam của nó mới mở cửa, nó mới serve cho mình. Đó, thấy không? Nó không có người coi sóc đâu. Mà đi đâu thì là quay cái cam cho mình, nó theo dõi mình là mình đi đâu. Đó, đó mình làm cái gì, giống như mình làm cái gì đó. Rồi nó chặt thêm tiền cái gì cho mình hay không. Nó còn giống như mình giống như thích sauna cái gì thì không biết, là kiểu nó chặt bao nhiêu tiền mình cũng biết nữa. Tại mình không có giờ mình đi cái đó. Đó, cho cái sàn 5 sao thì nó đủ hết đó. Nó đủ các dịch vụ đó. Thì khi mình vô mình nhập phòng á thì nó bắt mình deposit là 100 euro, coi thử mình có phát sinh cái gì không nữa. Đó, còn mình vô mình tắm rồi nó có phòng tập thể dục cho mình nữa hả? Nó có phòng tập thể dục ở bên kia, có cái hệ thống tập thể dục của nó hiện đại ghê lắm đó. Có phòng tập ở bên kia đó, các bạn thấy không? Đó, phòng tập là nguyên cả một cái tập ở bên kia, nó đầy đủ dụng cụ đó. Tà rồi, các cái máy tập nó hiện đại ghê lắm. Nó hiện đại lắm. Thì vì bà xà mình bà mới bắt đầu bà vô thì bà sợ ghê lắm. Tại vì hai vợ chồng không có đi chung. Hai vợ chồng cái chỗ này là đi riêng rồi các bạn. Đó, nam đi vô riêng rồi nữ đi vô riêng. Tại mình là mình muốn tắm mà, hiểu không? Đó, nam nữ đi riêng, tách ra rồi bắt đầu đi chung vô đây, vô cái hồ bơi. Tại vì các bạn thấy kiến nó mù mịt không? Cái phòng tập gym á, tập gym là bên đó. Thì nó biệt lập cái gì đó, ngờ may người ta đàn bà người ta cột đồ ra, người ta tắm trước rồi khi người ta vô hồ khác nữa. Đó, cho nên là nó phải biệt lập, rồi khi đó xong xuôi rồi bắt đầu là cứ vô hồ đó, hồ thì biết gặp nhau. Bãi xà mình thì bãi sợ thì đó, thấy bãi xà mình không đang bơi đó, ra hồ đó, còn phòng tập gym thấy không? Phòng nào nó cũng có khăn tay cho mình lau mồ hôi cái gì đó. Đó, toàn bộ phòng tập gym đó, các bạn. Rồi có nước nuôi cho mình, nó kiến hết, thấy không? Đó, hai vợ chồng tắm xong rồi này, bây giờ thấy chỗ này là nó sơ việc cho cái bánh hay là táo này các bạn.
rồi uống cà phê cái gì tự mình pha uống, thấy không? Các bạn thấy cái màn hình TV của mình đó, thấy không? Đã sơn bịt đũa rồi.